Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh cô giáo An học online miễn phí. Và hôm nay cô và các em cùng nhau vận dụng những kiến thức đã học ở trong bài đầu tiên của chương 5 là bài phân số với tử và mẫu là số nguyên để giải các bài tập trong sách bài tập của bài này nhé. Ở đây thì phần đầu tiên là chúng ta có phần kiến thức cần nhớ. Các em ôn lại cho cô như thế này là một phân số với tử và mẫu là số nguyên. Thì mình biết phân số có dạng A trên B với AB là các số nguyên, B khác không. Có thể hiểu là phép chia của số nguyên A cho số nguyên B khác không. Nhớ là số nguyên B ở dưới mẫu là phải khác không các em nhé. Tiếp theo chúng ta có đó là khi có hai phân số bằng nhau, ví dụ như là nếu A trên B bằng C trên D thì A nhân D sẽ bằng B nhân C. Đó, nhân chéo ha. Ngược lại, nếu chúng ta có A nhân D bằng B nhân C thì chúng ta sẽ có phân số là A trên B sẽ bằng C trên D với A, B, C, D là các số nguyên và B và D khác không tại vì nó ở dưới mẫu. Được không nào? Rồi, ngoài ra chúng ta có một số tính chất của phân số như sau. Ta có là A trên B sẽ bằng A nhân M trên cho B nhân M với M là số nguyên và M khác không. Vậy tức là nhân cả tử với mẫu với một số nguyên khác không. Tương tự như vậy đối với phép chia thì mình có A trên B sẽ bằng A chia cho N trên cho B chia cho N với N là ước chung của A và B. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1 và trừ 1. Đúng không nào? Vậy thì bây giờ có ngoài ra thì có hai ví dụ ở trong sách bài tập các em tự xem nhé. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng vận dụng những kiến thức đó để chúng ta làm bài tập trong sách bài tập. Và bài đầu tiên đó chính là bài số 1. Bài 1. Sách bài tập. Trang 30. Chúng ta cùng đọc đề bài này nhé. Hãy biểu diễn bằng phần tô màu 3 phần tư của hình vuông. Vậy 3 phần tư của hình vuông tức là mình chia hình vuông thành mấy phần nhỉ? À, mình chia hình vuông thành 4 phần và mình tô màu 3 phần. Vậy thì ở đây cách chia dễ nhất đó là cô kẻ hai cái đường chéo ha. Đó, sau khi cô kẻ hai đường chéo thì cô sẽ chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau là 1, 2, 3, 4. Và bây giờ cô sẽ tô màu 4 3 phần thôi đúng không? Vậy cô sẽ thay vì tô màu thì cô sẽ gạch chéo ha. Đó. Là được 3 phần trên 4 phần chưa? Là 3 phần 4. Tiếp theo là 2 phần 3 hình chữ nhật. Vậy thì để chia thành hình chữ nhật này thành 3 phần thì cô sẽ đo xem ở đây có bao nhiêu cm nào. Là 4,5 cm đúng không? 4,5 cm thì cô sẽ chia ra thành 3 phần và mỗi phần là 1 cm rưỡi là 1,5 cm đó. Không, cô kẻ vuông góc lên ha. Đó. Sau đó thì cô sẽ gạch chéo 2 phần. Đó. Và chừa một phần còn lại lại là cô sẽ được 2 phần 3 của hình chữ nhật. Dạ. Bài này thì khá là dễ đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bài 2 sách bài tập. Cũng trang 30 luôn. Thì chúng ta có như sau, người ta trong chúng ta là hình 3 này. Phần tô màu trong hình 3 biểu diễn phân số nào? Vậy muốn biết phần tô màu trong hình 3 biểu diễn phân số nào, chúng ta sẽ xem hình 3 này chia thành bao nhiêu phần bằng nhau. Và phần tô màu chiếm bao nhiêu phần nhé. Ở đây chúng ta có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Vậy là mình chia hình chữ nhật này thành 8 phần bằng nhau và mình lấy mấy phần đấy? 1, 2, 3 đúng không? Vậy là hình chữ nhật này chia thành 3 phần và mình lấy chia thành 8 phần và mình tô màu 3 phần thì phần tô màu sẽ được biểu diễn đó là 3 phần 8 đúng không? Và 3 phần 8 này thì không rút gọn được nữa, cho nên đây là phân số cuối cùng rồi.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu 3. Ở bài 3 này thì yêu cầu các em đó là bài 3, sách bài tập, trang 30 luôn. Thì bài 3 yêu cầu các em là trong các cách viết sau, cách viết nào cho đa phân số. Vậy chúng ta nhớ lại phân số này, đó là A trên B, với A, B là các số nguyên và B là ở mẫu số thì phải khác không, đúng không nào? Thì đây mới là phân số. Vậy chúng ta sẽ nhìn vào xem có những phân số nào trong những số nào trong đây, cách viết nào sau đây là đáp ứng được yêu cầu này của chúng ta nhé. Đầu tiên là câu A. Câu A là trừ 9,4 trên cho 11,5. 9,4 và 11,5 không phải là số nguyên, nên đây không phải là phân số. Tiếp theo, trừ 8 trên 0. Vậy thì có dạng là số nguyên trên số nguyên, nhưng mà B ở đây là bằng 0. Mà yêu cầu của mình là B phải khác 0, bởi vậy đây cũng không phải là phân số ha. Tiếp theo câu C, đó là 7 phần 1. Vậy 7 và 1 đều là số nguyên, 1 ở dưới mẫu khác 0, vậy đây chính là phân số. Đây, câu C là phân số ha. Tiếp theo câu D, N trên cho 2 với N thuộc ghét. Vậy thì chúng ta có này, N trên 2, N và 2 đều là số nguyên, đúng không nào? Cho nên đáp ứng được yêu cầu đầu tiên là A và B là số nguyên. Và B phải khác không? B ở đây là số 2. 2 thì khác không chứ các em? Khác không rồi đúng không? Vậy thì chúng ta cũng có câu D chính là phân số. Vậy thì qua đây chúng ta thấy được là cách viết của câu C và câu D là phân số đúng không? Còn A và B là không phải. Các em ghi vào nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo là bài số 4. Ở bài số 4 thì sao nhỉ? Ở đây yêu cầu các em làm gì đây? Trong các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào bằng nhau, vì sao? Vậy thì chúng ta nhớ lại một chút về hai phân số bằng nhau. Bài tập 4 ha, bài tập 4. Sách bài tập. Trang 31. Vậy thì khi mà muốn để cho hai phân số bằng nhau, đó là phân số A trên B và phân số C trên D. Muốn hai phân số bảy bằng nhau thì A nhân với D phải bằng B nhân C đúng không? Và ngược lại là nếu A nhân D bằng B nhân C thì chúng ta suy ra được hai phân số này bằng nhau. Vậy thì khi người ta cho chúng ta từng cặp như thế này, chúng ta sẽ so sánh tích của A nhân D và B nhân C xem nó có bằng nhau hay không. Đầu tiên là cặp 3 phần 7 và 4 và 6 phần trừ 14. Thì đầu tiên chúng ta xét 3 nhân với trừ 14 và 7 nhân 6. 3 nhân với trừ 14 là một số âm, 7 nhân 6 là một số dương. Vậy hai cái này đã có bằng nhau không các em? Không đúng không? Vậy mình chọn khác. Nên 3 phần 7 và 6 phần trừ 14 không bằng nhau. Thay vì xét thì chúng ta có thể ghi chữ là vì ha. Vì. Rồi, tiếp theo. Đó là cặp tiếp theo là 12 phần trừ 4 và trừ 9 phần 3. Vậy chúng ta cũng xem nào. Chúng ta xét xem hai cái này nhân lại với nhau thì sao? Chúng ta sẽ lấy chéo nhân vậy đúng không? 12 nhân với 3 so sánh với trừ 4 nhân với trừ 9. 12 nhân với 3 là 36. Trừ 4 nhân trừ 9 là bằng, trừ nhân trừ là cộng. 4 nhân 9 là 36, cũng bằng 36. Vậy hai cái này như thế nào? Bằng nhau đúng không? Bằng nhau nên chúng ta sẽ có, nên chúng ta sẽ có hai phân số đã cho là 12 phần trừ 4 sẽ bằng với trừ 9 phần 3. Được không nào? Tiếp theo, cặp tiếp theo đó chính là trừ 13 phần 9 và 13 phần trừ 9. Thì chúng ta sẽ thử làm phép nhân như thế này. Chúng ta sẽ lấy, chúng ta lấy trừ 13 nhân với
trừ 9. So sánh với 9 nhân với 13 đúng không? 9 nhân với 13. Vậy thì ở đây là âm nhân âm ra dương là thành 13 nhân 9. Ở bên này cũng 13 nhân 9. Thì hai này là bằng nhau. Nên chúng ta sẽ có là trừ 13 phần 9 sẽ bằng 13 phần trừ 9. Này thực chất là mình chỉ cần đổi dấu trừ từ trên tử xuống dưới mẫu thôi đúng không nào? Rồi, tiếp theo là 5 và trừ 10 phần 2. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ xem 5 này. 5 thì chúng ta sẽ viết lại dưới dạng phân số chính là 5 phần 1 đúng không? Và bây giờ mình so sánh với trừ 10 phần 2. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhân, sẽ so sánh cặp nào nhỉ? Cặp 5 nhân 2 và 1 nhân với trừ 10 đúng không? Vì 5 nhân 2 như thế nào với 1 nhân với trừ 10 nhỉ? À, ở đây là trừ 5 ha. Trừ 5 thì ở đây sẽ có dấu trừ. Vậy thì ở đây cô phải xét là trừ 5 nhân 2 đúng không nào? Vậy trừ 5 nhân 2 trừ nhân dương là ra ra trừ. 5 nhân 2 là 10 và được âm 10. 1 nhân âm 10 là âm 10. Âm 10 và âm 10 là bằng nhau. Đúng chưa? Nên chúng ta sẽ có là âm 5 trên 1 sẽ bằng âm 10 trên 2. Đúng chưa? Hay. Âm 5 trên 1 chính là âm 5 sẽ bằng trừ 10 phần 2. Đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ còn một ý nữa, đó chính là ý này. 2x trên 6 và x trên 3 với x là thuộc z. Vậy thì mẫu số của mình đều khác không rồi là được, đúng không? Vậy mình sẽ so sánh cặp này nhỉ? 2x nhân 3 và 6 nhân x đúng không? Vì 2x nhân 3 như thế nào với 6 nhân x nhỉ? À, 2x nhân 3 tức là mình lấy số nhân số là 2 nhân 3 là 6, được 6x, ở bên này là 6x, vậy thì hai này là bằng nhau đúng không? Nên 2x trên 6 sẽ bằng x trên 3 với x ở đây là thuộc z, là thuộc số nguyên đó ha. À, vậy là cô và các em vừa hoàn thành bài 4. Chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo là bài 5. Ở bài 5 thì yêu cầu các em làm gì đây? Chúng ta cùng đọc đề nào. Bài tập 5. Sách bài tập. Trang 31. Ở đây yêu cầu các em đó là viết mỗi phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số nguyên dương. Vậy thì chúng ta chỉ cần chuyển làm sao cho mẫu này thành số nguyên dương thôi đúng không? Câu A này là âm 32 chia cho âm 71. Vậy ở đây muốn cho số âm thành số dương thì mình nhân với bao nhiêu? Nhân với trừ 1 đúng không? Thì mình sẽ phải áp dụng tính chất như nhỉ? À, mình sẽ áp dụng tính chất đó là A trên B, phân số A trên B sẽ bằng A nhân với M trên cho B nhân với M. Vậy là nhân cả tử với mẫu cùng với cùng một số. Mà M chính là một số nguyên và M phải khác không? Đúng không? Vậy ở đây cô sẽ nhân cả tử và mẫu với trừ 1 các em nhé. Vậy thì cô có là trừ 32 nhân với trừ 1 trên cho trừ 71 nhân với trừ 1. Âm nhân âm là ra dương. 32 nhân với 1 là thành 32. Âm 71 nhân với âm 1 thì ra 71. Vậy cô đã chuyển thành phân số mà có mẫu số là số nguyên dương rồi. Đúng không nào? Vậy đến với câu B nào. Câu B thì mình có là 14 phần trừ 17. Tương tự như câu A, cô cũng nhân cả tử và mẫu với âm 1 luôn nhé. Cô lấy tử nhân với âm 1, mẫu là trừ 17 nhân với âm 1. Thì cô có 14 nhân với âm 1 là ra âm 14. Âm 17 nhân với âm 1 là ra 17. Vậy mình có kết quả là
Ông 14 phần 7, đây chính là tính chất chuyển dấu trừ từ dưới mẫu lên tử, đúng không nào? Câu C. Câu C ở đây là 5 phần 39, à âm 39. Vậy thì cô cũng nhân cả tử với mẫu với trừ 1 luôn. Thì mình sẽ được đó là 5 nhân với âm 1 trên cho âm 39 nhân với âm 1. 5 nhân âm 1 ra âm 5. Trừ 39 nhân với trừ 1 là ra 39. Dạ. Câu D nè. Câu D mình có trừ x trên cho trừ y. Với x là thuộc số nguyên, y cũng là thuộc số nguyên, và x và y lớn hơn 0. Y lớn hơn 0. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ nhân cả tử với mẫu với âm 1 luôn đúng không? Nè, y là lớn hơn 0 và cho dấu trừ đằng trước một số lớn hơn 0 thì sẽ thành số nguyên âm đúng không? Chúng ta sẽ được như sau. Đó là lấy trừ x nhân với trừ 1 trên cho trừ y nhân với trừ 1. Trừ nhân trừ là ra, cộng là ra được x. Y nhân trừ y nhân trừ 1 là ra y, với x và y là thuộc z và y là phải lớn hơn 0. Được chưa? Vậy là cô và các em vừa hoàn thành bài tập 5. Bài 1 đến bài 5 là tương đối dễ đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo là bài 6. Bài 6 thì yêu cầu các em đó là tìm các số nguyên x, y biết. Ở câu A nè, chúng ta sẽ đến với bài tập 6. Sách bài tập trang 31. Câu A là 4 trên x thì sẽ bằng y trên 21 và bằng 28 phần 49. Vậy thì đây cô thấy rằng 28 phần 49 đã rút gọn chưa nhỉ? Đã là phân số tối giản chưa các em? Chưa đúng không? Vậy cô sẽ đưa phân số này về tối giản. Thì mình sẽ có như sau. 28 và 49 muốn đưa về phân số tối giản mình phải làm gì nhỉ? À, mình cần tìm ước chung lớn nhất của nó đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ phân tích ra 28 thì sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 7, tức là 4 nhân 7 đó ha. 49 thì bằng 7 nhân 7. Đúng chưa? Vậy ước chung của nó chính là 7, đúng không? Vậy thì cô sẽ lấy là cả tử và mẫu chia cho 7 thì cô có như sau. Ta có 28 phần 49 sẽ bằng 28 chia cho 7 trên cho 49 chia 7. 28 chia 7 thì được 4. 49 chia 7 thì được 7. Vậy cô rút gọn lại được là thành 4 phần 7. Theo đề bài ta có 4 trên x sẽ bằng y trên 21 và bằng 28 phần 49 và 28 phần 49 cô rút gọn thành 4 phần 7 thì chúng ta sẽ được là 4 phần 7. Vậy ở đây mình sẽ có là có phải là bằng 4 phần x sẽ bằng 4 phần 7 không? Nên 4 phần x sẽ bằng 4 phần 7. Đúng chưa nào? 4 phần x là bằng 4 phần 7. Tử số giống nhau thì mẫu số phải giống nhau đúng không? Nên cô suy ra x sẽ bằng 7. Được không? Tiếp theo, cô sẽ... Đây là ý thứ nhất. Ý tiếp theo là cô có là y trên 21 sẽ bằng 4 phần 7. Đúng chưa nào? Và 7 này muốn thành 21 thì cô phải làm sao? À, cô nhân cả tử và mẫu với 3 đúng không? 7 nhân 3 là 21 thì cô sẽ lấy 4 nhân với 3 sẽ bằng trên cho 7 nhân với 3 đúng không? 4 nhân 3 là được 12. 7 nhân 3 là được 21. Và mình có y trên 21 bằng 12 trên 21. Tử mẫu và mẫu giống nhau rồi thì tử chính là bằng 12. Vậy ở đây cô suy ra y bằng 12.
đúng nha. Vậy cô kết luận vậy. X bằng 7 và y bằng x bằng bao nhiêu? Đúng rồi, x bằng 7 và y bằng 12. Được không? Vậy đây là cô đã giải xong câu A. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo là câu B. Câu B cho các em điều gì nhỉ? Câu B cho các em đó chính là x trên 7 bằng 9 trên y với x lớn hơn y. Đó có câu B này. X trên 7 bằng 9 trên y và x lớn hơn y. Vậy ở đây người ta không cho mình phân số cuối cùng để mình có thể tìm ra được. Như câu A đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng điều gì đây? Chúng ta có hai phân số bằng nhau thì mình sẽ có là A trên B bằng C trên D, thì mình sẽ có A nhân D bằng B nhân C đúng không? Ta có x trên 7 bằng với 9 trên y. Nên chúng ta có là x nhân y sẽ bằng 9 nhân 7 đúng không? 9 nhân 7 thì bằng 63. Đúng chưa nào? Vậy mình sẽ có là x nhân y bằng 63. Vậy mình sẽ tìm xem các cặp nào nhân lại với nhau bằng 63 nhỉ? Mình nhét ra nha. Mình có này. Đầu tiên là mình sẽ có là 63 nhân với 1 là bằng 63 đúng không? Tiếp theo là trừ 63 nhân với trừ 1 là bằng 63. Tiếp theo là 9 nhân 7 này, 9 nhân 7 là bằng 63, trừ 9 nhân trừ 7 cũng bằng 63. Rồi gì nữa? 3 nhân với 21 cũng bằng 63. Và âm 3 nhân âm 21 là bằng 63. Vậy mình có các cặp số này. Tuy nhiên, cái nào là x là và cái nào là y thì mình phải xét xem đó là x lớn hơn y. Đúng chưa? Vậy trong cặp này 63 và 1 thì cái nào là x, cái nào là y nhỉ? X là 63 và y là 1. Vậy mình sẽ có là mình sẽ kẻ ra một cái bảng để mà mình liệt kê x và y ha. Vì x lớn hơn y nên ta có bảng sau. Cô sẽ kẻ ra và liệt kê x và y ha. Ở đây chúng ta có mấy cặp nhỉ? 1, 2. Này, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cặp. Vậy là mình phải kẻ 7 cột đúng không? Xem nào. Rồi, cô sẽ kẻ ra 7 cột ha. Thì mình sẽ có đây chính là x, đây là y. Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái bảng này để xét ra. Đầu tiên là mình có x lớn hơn y cho nên x là 63 thì y bằng 1. X bằng 63 này thì y bằng 1. Đúng chưa? Còn trừ 63 và trừ 1, x lớn hơn thì x sẽ là trừ 1 đúng không? Trừ 1 và trừ 63. Rồi, 9 và 7 thì x lớn hơn thì x là 9, y bằng 7. Trừ 9 và trừ 7 thì trừ 7 là lớn hơn cho nên trừ 7 là x. Trừ 9 là y. Tiếp theo 3 và 21 thì 21 là x. Còn 3 là y. Còn trừ 3 và trừ 21 thì trừ 3 lớn hơn nên trừ 3 là x. Trừ 21 là y. Được không? Các em hiểu vì sao chưa? Đó là vì x lớn hơn y ha. Do đề bài cho đó. Đây này. Được chưa? Rồi, chúng ta đã hoàn thành câu B. Chúng ta sẽ đến với câu C nhé. Ở câu C thì cho các em đó là
X trên cho 15 sẽ bằng 3 trên cho y. Và x nhỏ hơn y nhỏ hơn 0. Vậy thì x và y là số nguyên, và số nguyên này nhỏ hơn 0 tức là số nguyên âm. Đúng nè, chưa nè. Vậy chúng ta tương tự như câu B thì chúng ta có gì nhỉ? Vì x trên cho 15 bằng với 3 trên y, nên chúng ta có gì? Nên chúng ta có là x nhân y, đúng không? X nhân y sẽ bằng 3 nhân với 15. Mà 3 nhân với 15 thì bằng 45, đúng không nào? Đó. Và mình có các cặp nào nhân lại với nhau thì bằng 45 nhỉ? À, chúng ta có các cặp này x và y đều là số âm nha. Mình có là đầu tiên là mình có x nhân y bằng 45 thì mình có là trừ 45 nhân trừ 1, đúng không? Tiếp theo là 3 nhân với 15 thì ở đây sẽ thành là trừ 3 nhân với trừ 15, đúng chưa? Và gì nữa nhỉ? 45 thì bằng 5 nhân 9 nữa, thì mình sẽ là trừ 5 nhân với trừ 9. Tại vì ở đây chỉ là x và y là số nguyên âm thôi nha. Thì mình lọc ra được 3 trường hợp như vậy. 3 trường hợp như vậy thì mình phải xét xem là cái nào là x, cái nào là y. Thì mình có là x nhỏ hơn y và nhỏ hơn 0. Đúng chưa? Vì x nhỏ hơn y, nhỏ hơn 0 thì mình sẽ kể ra cái bảng tương tự giống như hồi nãy á. Thì mình có vì x nhỏ hơn y, nhỏ hơn 0 nên ta có bảng. Bảng giờ chỉ có mấy cột nhỉ? 4 cột thôi. Hai dòng 4 cột ha. Vậy đây là cột x, y. Đầu tiên là trừ 45 nhân trừ 1 thì x nhỏ hơn, cho nên x sẽ là trừ 45, y sẽ là trừ 1, đúng không? Trừ 3 và trừ 15 thì trừ 15 nhỏ hơn, cho nên x sẽ là trừ 15 và y là bằng trừ 3. Tiếp theo, cặp tiếp theo chính là trừ 5 và trừ 9 thì trừ 9 nhỏ hơn nên trừ 9 là x, đúng không? Trừ 9 và trừ 3. Trừ 9 và trừ 5 nhé. Đúng không? Vậy là cô và các em vừa hoàn thành bài tập C. Chúng ta còn câu D nữa, đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với bài tập D nhé. Bài D thì cho chúng ta như sau. Đó là x trên cho y chỉ bằng 21 phần 28. Vậy cô thấy rằng 21 phần 28 này chưa rút gọn, chưa là phân số tối giản, nên cô sẽ tìm ước chung lớn nhất của hai số này. 21 thì cô sẽ tách ra thành 3 nhân 7. 28 thì cô tách ra là 4 nhân 7. Vậy ước chung của nó là 7, đúng không? Vậy cô sẽ có là 21 bằng 21 chia 7 trên cho 28 chia 7. 21 chia 7 được 3, 28 chia 7 được 4. Suy ra trên y sẽ bằng 3 trên 4, đúng không? Và mình có tìm được nhiều số như thế nào? Mình có thể tìm được vô số đáp án như vậy, bởi vì mình có tính chất đó chính là gì nhỉ? Mình sẽ có tính chất đó là a trên b thì bằng a nhân với n trên b nhân n, đúng không? Với n là số nguyên khác không, đúng nha. Vậy thì ở đây mình có a trên b bằng 3 trên 4. Thì cô cũng lấy lại 3 và 4 này nhân với một số n nào đó, đúng nha. Và n này chỉ cần là thuộc số nguyên và n khác không thôi, đúng không? Vậy thì mình sẽ tìm được vô số đáp án sao cho x sẽ bằng, suy ra nên chúng ta có là có vô số đáp án
với x sẽ bằng 3 nhân n, y sẽ bằng 4 nhân n, với n là số nguyên và n khác không. Dạ. Đó, bài này khá là đơn giản đúng không? Các em chỉ cần nhớ một số cái công thức tính chất của phân số thôi. Và bây giờ cô và các em sẽ đến với bài tập tiếp theo, là đó là bài số 7. Bài 7 sách bài tập trang 31. Ở đây thì bài số 7 yêu cầu các em đó là rút gọn về phân số tối giản. Vậy thì để rút gọn về phân số tối giản thì các em có nhớ cách làm không nào? À, để rút gọn về phân số tối giản thì chúng ta phải tìm được ước chung lớn nhất của cả tử và mẫu đúng không? Sau đó chúng ta lấy cả tử và mẫu chia cho ước chung lớn nhất thì chúng ta sẽ được phân số tối giản. Và nhớ là nhớ bỏ dấu trừ trước khi tìm ước chung lớn nhất ha. Vậy thì chúng ta sẽ có câu A. Đó là trừ 147 trên cho 252 bằng. Vậy thì muốn tìm được thì đầu tiên chúng ta phải tìm được ước chung đúng không? Tìm được ước chung lớn nhất. Đó. Đợi cô xíu, cô sẽ lấy tờ giấy nhép ha. Trừ 147 này thì chúng ta chỉ lấy 147 thôi. Dạ, chúng ta sẽ tách ra thành các số nhân lại với nhau. Vậy thì mình sẽ có là trừ 147. 147 thì cô thử chia cho 7 nha, thì được là 21. Vậy thì sẽ được đó là 3 nhân 7 nhân 7 đúng không? 147 là được bằng 3 nhân 7 nhân 7. Còn 252 thì sao? 252 à, 52 ha. Thì cô sẽ tách ra xem nào. Cô thử lấy 252 chia cho 7 thì cô được 36. 36 chính là 6 x 6 đúng không? 6 x 6 tức là 2 x 3 là 2 mũ 2 x 3 mũ 2 nhân 7. Đúng chưa? Rồi, vậy thì mình chỉ có ước chung lớn nhất ở đây là số bao nhiêu đây các em? À, số ước chung lớn nhất ở đây chính là bao nhiêu? Ở đây có 7, ở đây có 3, ở đây có 7, ở đây có 3. Vậy thì ước chung ở đây chính là 7 x 3 là bằng 21, đúng chưa? Vậy cô sẽ lấy cả tử và mẫu của phân số này chia cho ước chung lớn nhất ở đây là 21. Thì mình sẽ lấy là trừ 147 chia cho 21 trên cho 252 chia cho 21, đúng chưa? Vậy thì cô lấy trừ 147 chia cho 21 thì cô sẽ được kết quả là bằng 7. Và nhớ là trừ chia cho cộng thì ra trừ. 252 chia cho 21 ra bao nhiêu các em? Đây mình có này, đây chia cho 21 thì mình sẽ còn lại là 2 mũ 2 nhân với 3 thôi đúng không? 2 mũ 2 là bằng 4, 4 nhân 3 là bằng 12. Vậy chúng ta sẽ được ở dưới mẫu này là 12. Chúng ta rút gọn được từ phân số trừ 147 trên cho 252 sẽ rút gọn là trừ 7 phần 12. Đây chính là phân số tối giản của phân số này. Câu B là 765 trên cho 900. Cũng tương tự giống như vừa rồi, chúng ta phải làm gì nhỉ? À, chúng ta sẽ phải tìm ước chung lớn nhất của hai số này. Cô sẽ tách 765 ra thành các số nhân lại với nhau, 900 cũng tách ra thành các số nhân lại với nhau. Thì chúng ta sẽ tách như thế nào đây? À, chúng ta sẽ lấy 765. 765 thì cô thấy chia hết cho 5. Đúng chưa? Thì sẽ được là 5 này nhân với 153. 153 thì
chia hết cho 3 đúng không? 153 chia 3 là được 51, 51 thì cũng chia hết cho 3. Chia cho 3 nữa thì bằng 17. Vậy thì mình sẽ được là 5 nhân 3 bình phương nhân với 17 đúng chưa? 17 là số gì nhỉ? Số nguyên tố rồi đúng không? Tiếp theo, chúng ta cũng tách ra 900. 900 thì bằng anh ghi nhỉ? 9 tức là 3 mũ 2 nhân với 100 đúng không? Nhân mũ 100 thì 100 thì sẽ bằng bao nhiêu đây? 100 chia cho 2 thì được 50. Đúng không? Chia cho 2 được 50, 50 chia cho 2 thì được 25. 25 thì là chính là 5 nhân 5 là 5 bình phương. Đúng chưa? Vậy ở đây chúng ta có chung là một số 5 này. Đây 5, vậy là được 5 này. Tiếp theo là chung tiếp theo là 3 bình phương, đúng chưa? 3 bình phương vậy nhân với 3 bình phương. Còn chung nào nữa không? Không đúng không? Mình sẽ có 5 nhân 3 bình phương tức là 5 với nhân với 9. 5 9 là 45. Vậy ước chung lớn nhất của mình là 45. Đúng không em? Chúng ta sẽ lấy cả tử và mẫu của phân số này chia cho 45 thử nhé. Chúng ta lấy 765 chia cho 45 thì chúng ta sẽ được 17. 765 này chia cho 45 chia cho 900 chia cho 45. Đúng chưa? 795 chia cho 45 là được 17. Còn 900 chia cho 45 thì được 20. Vậy mình có đây là phân số tối giản rồi đúng chưa nào? Tiếp theo, câu C. Câu C là 11 nhân 3 trừ cho 11 nhân 8 trên cho 17. Trên cho 17 trừ 10 trừ 6, 17 trừ 6. Vậy mình thấy đó, đây là 11 nhân 3. Đây là 11 nhân 8, vậy thấy số 11 giống nhau đúng không? Cô sẽ áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép trừ. Cô sẽ rút 11 ra thì ở trong còn 3 trừ đi 8 đúng không? Trên cho ở đây thì mình có 17 trừ 6 là bằng 11. Đúng chưa? 11 chia cho 11 thì cô lấy cả tử và mẫu của hai cái này chia cho 11 nhé. 11 nhân với ở đây là 3 trừ 8 là bằng nhiêu nhỉ? 3 trừ 8, 3 nhỏ hơn 8 không trừ được. Mình sẽ lấy 8 trừ cho 3 là được 5. Và kết quả mang dấu trừ là mình được trừ 5. Đúng chưa? Mình sẽ lấy nguyên cụm này chia cho 11. Chia cho lấy 11 dưới mẫu chia cho 11 là lấy cả tử và mẫu chia cho 11 thì 11 chia 11 là hết là còn trừ 5 đúng không? Còn ở dưới mẫu mình có 11 chia cho 11 là bằng 1. Đây là phân số đã tối giản và trừ 5 trên trừ 1 trên 1 chính là 5. Đúng không? Và chỗ này thì chúng ta tự hiểu thôi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Đó chính là câu D. Câu D thì chúng ta có như sau. Câu D này là 3 mũ 5 nhân với 2 mũ 4 trên cho 8 nhân với 3 mũ 6. Rồi, vậy thì ở đây để rút gọn được câu này thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Ai cô thấy ở trên tử là 3 mũ 5, dưới là 3 mũ 6. Vậy thì cô chia cả tử và mẫu với 3 mũ 5 được không? Chia với mũ nhỏ thôi đúng không? Rồi, ở trên tử có 2 mũ 4, ở dưới mẫu có 3 có 8, 8 thì cô đưa về dạng mũ là 8 thì sẽ bằng 2 nhân 2 là 4 nhân 2 nữa là 8 tức là bằng 2 mũ 3 đúng không? Vậy mình có này, 3 mũ 5 nhân 2 mũ 4 viết lại này. Cô chuyển 8 này thành 2 mũ 3 nhân với 3 mũ 6 đúng chưa? Vậy bây giờ cô lấy cả tử và mẫu chia cho bao nhiêu đấy? Cô sẽ lấy cả tử và mẫu là 3 mũ 5 nhân 2 mũ 4 chia cho đầu tiên là cô sẽ chia cho 3 mũ 6 trước nhá. À chia cho 3 mũ 5 trước nhá, 3 mũ 5 trên cho 2 mũ 3 nhân 3 mũ 6 chia cho 3 mũ 5. Vậy thì
Mình có 3 mũ 5 nhân 2 mũ 4 chia cho 3 mũ 5 là 3 mũ 5 chia 3 mũ 5 là hết, chỉ còn 2 mũ 4 thôi đúng không? Mình được 2 mũ 4. Trên chọn 2 mũ 3 nhân 3 mũ 6 chia cho 3 mũ 5 thì mình lấy 3 mũ 6 chia cho 3 mũ 5 thì được 3 mũ 6 trừ 5, 6 trừ 5 là 1. Vậy mình sẽ có là 2 mũ 3 nhân với 3 mũ 1 tức là nhân với 3 đúng không? Rồi đến đây thì cô phải làm sao nhỉ? À cô lấy cả tử và mẫu của phân số này chia cho hai mũ nhỏ hơn đó là 2 mũ 3 thì cô lấy 2 mũ 4 chia cho 2 mũ 3 trên cho 2 mũ 3 nhân 3 chia cho 2 mũ 3 đúng không? Lấy cả tử và mẫu chia cho 2 mũ 3 thì 2 mũ 4 chia cho 2 mũ 3 là được 2 mũ 4 trừ 3, 4 trừ 3 là được 1, vậy là 2 mũ 1 chính là 2. Rồi 2 mũ 3 chia cho 2 mũ 3 là bằng 1, 3 chia cho 1 chính là bằng 3. Đúng chưa? Vậy cuối cùng mình được là 2/3. Và bây giờ cô và các em cùng đến với câu E nhé. Câu E này, 84 nhân với 45 trên cho 49 nhân với 54. Vậy thì cô có là 84 thì sẽ bằng 4 nhân với 21 đúng không? 4 nhân 21 tức là 4 là 2 mũ 2, nhân 21 là nhân 3 nhân 7. Đúng chưa? 45 là bằng 9 nhân 5. 9 nhân 5 9 là 3 bình phương. Nhân 5. Đúng chưa? Trên chưa? 49, 49 là 7 nhân 7 đúng không? Là 7 bình phương này. 54 là 6 nhân 9, 6 là 2 nhân 3, vậy là mình sẽ được 2 này. 9 là 3 mũ 2 nhân 3 nữa là 3 mũ 3, đúng không? Rồi, vậy thì đến đây chúng ta sẽ ghi lại sao cho nó ngắn gọn. Mình có là 2 mũ 2 này. 3 nhân với 3 mũ 2 là được 3 mũ 3. Nhân 5 nhân 7, đúng không? Trên chọn. Ở đây mình có là 2 nhân 3 mũ 3 nhân 7 mũ 2. Vậy thì chúng ta thấy ở đây có gì nhỉ? À, chúng ta sẽ rút gọn từng từng phần đúng không? Ví dụ 2 mũ 2 chia cho 2 thì mình được đó là 2 mũ 1 tức là 2 đúng không? 3 mũ 3 chia cho 3 mũ 3 là hết. 5 không chia thế nào? Ghi lại. 7 chia cho 7 này thì mình rút gọn là chia cả tử với mẫu với 7 thì mình ở trên còn 1, ở dưới là còn 7 mũ 2 chia cho 7 là còn 7. Mình sẽ được là 2 nhân 5 là bằng 10. Trên cho 7 viết lại. Đây, chúng ta được phân số tối giản là 7, đó là 10/7. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Bài tiếp theo là bài số 8. Bài số 8 cho các em như sau. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau. Vậy thì chúng ta biết được rằng hai phân số muốn bằng nhau thì mình có là a trên b muốn bằng c trên d thì a nhân d phải bằng b nhân c đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất đó để giải thích ha. Câu A cho chúng ta là trừ 630 trên cho 224 sẽ bằng trừ 45 trên cho 16. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Cô sẽ so sánh chéo đúng không? Vì trừ 630 nhân với 16 như thế nào với 224 nhân với trừ 45 nhỉ? À, chúng ta sẽ cùng thử tính nữa ha. 630 nhân 16 là bằng bao nhiêu? Em có thể sử dụng máy tính để tính nhanh hơn ha. 630 nhân với 16 là bằng 10.080. Vậy là mình được âm 10.080. 224 nhân với âm 45 cũng bằng trừ 10.080. Vậy hai số này bằng nhau. Nên trừ 630 trên cho 224 sẽ bằng trừ 45 trên cho 16. Thấy không? Lại,
Tiếp theo. Câu B. Đó là 352.352 chia cho âm 470.470 sẽ bằng trừ 176 chia cho 237. Thì ở trên là một cách, ở dưới cô sẽ chỉ cho các em một cách khác. Đó là làm sao cô rút gọn cái số này thành số này được. Thì rút gọn phân số này thành phân số này thì cô chứng tỏ được rằng hai phân số này bằng nhau. Vậy thì ở bài A là cô dựa trên định nghĩa của hai phân số bằng nhau. Còn ở bài B cô sẽ dựa trên tính chất của nó ha. Cô có ví 352 trên cho âm 470 470 sẽ bằng. Để tìm ra được số chia đó thì cô sẽ lấy trên tử này 352 352 chia cho cái tử số này là chia cho trừ 176 là ra 2002. Thì cô sẽ có là số là 2002. Vậy thì cô sẽ lấy 352.352 chia cho trừ 2002 trên cho, ở dưới mẫu cô cũng chỉ chia như vậy, là cô lấy trừ 470.470 chia cho trừ 2002 thì cô sẽ được đó là 3 là ra bằng trừ 176 trên cho 235. À, ở đây cô ghi đề bị sai nha, ở đây là 235 ha. Đó, vậy thì cô đã lấy cả tử và mẫu chia cho cùng một số và số đó là số nguyên khác không, và rút gọn ra được thành phân số này, cho nên chúng ta có hai phân số này bằng nhau vì cô lấy cả tử và mẫu chia cho cùng một số khác không ha. Rồi câu C. Câu C thì làm như thế nào nhỉ? Câu C ở đây chúng ta có là 199.99 trên cho 99.995 bằng 1/5. Biết có 100 chữ số 9 ở tử số và 100 chữ số 9 ở mẫu số. Vậy bài này làm như thế nào nhỉ? À, bây giờ cô sẽ phân tích ra xem thử. Cái số này ở đây là 1, ở đây là 5. Vậy thì cô phải lấy cái số này, cô tách ra sao cho bằng 5 nhân với số này đúng không? Vậy cô có này, ta có 999.95 thì bằng, cô tách ra chia cho 5 đúng chưa, thì có 9 chia 5 là được 1 đúng chưa, dư 4, 49 chia 5 là được nhau, là được 9 luôn không? Đó,
cứ thế 49 chia cho 5 được 9 vậy đấy. Chứ đến cuối cùng thì cô có là 4 được 9 này. Xong đó là 9 chia cho còn dư 4 là 45 chia cho 5 là được 5, đúng chưa? À 40 45 chia cho 5 là được 9 chứ. Chữ số tận cùng là số 9. Nha. Vậy cái số này chính là số trên này đúng không? Ở đây chúng ta có này 100 chữ số 9. Thì bên này chúng ta cũng có bao nhiêu? 100 chữ số 9 đúng không? Đúng nào. Vậy cô đã tách ra được thành 100 99 chấm 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 95 nhân với 1. Ở đây chính là nhân 1 đúng không? Không có nhân với không không nhân số nào, chính là nhân với 1 chính là chính nó này. Sẽ bằng 5 nhân với 199 chấm 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 đến 99, đúng chưa? Vậy thì chúng ta có, nên cô suy ra được cái điều này là 199 chấm 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 99 trên cho 999 đến 95 sẽ bằng 1 phần 5. Được không các em? Đó, cô sẽ dạy. Đây là cô vận dụng định nghĩa của hai phân số bằng nhau đúng không? Rồi, vậy là cô và cô, các em đã hoàn thành bài 8. Chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo, đó là bài số 9. Bài số 9 thì cho chúng ta như sau. Bài tập 9, sát bài tập, trang 31. Ở đây cho chúng ta phân số là A bằng 3 trên N cộng 2. Vậy thì người ta hỏi chúng ta là câu A, số nguyên N phải thỏa mãn điều kiện gì để A là phân số? Vậy chúng ta nhớ lại nào. Một phân số A trên B thì A và B phải là số gì nhỉ? A và B phải là số nguyên, và B ở dưới mẫu thì phải khác không đúng không? Vậy ở đây là N cộng 2, và muốn N cộng 2 là số nguyên thì sao nhỉ? Thì N này cũng phải là số nguyên đúng không? Và N cộng 2 này phải dưới mẫu, cho nên nó phải khác không. Đúng chưa nè? Vậy thì chúng ta có, để A là phân số, thì thứ nhất là N phải là số nguyên, N cộng 2 phải là số nguyên khác không? Khác không ha? Vậy N phải là số nguyên và khác mấy nhỉ? Muốn N cộng 2 khác không, tức là N khác 0 trừ đi 2, 0 trừ 2 chính là trừ 2, vậy N phải khác trừ 2 đúng không? Nếu mà N bằng trừ 2 thì trừ 2 cộng 2 là hết, là ra 0, thì mẫu số này ra 0 thì không được, chỉ cần N là số nguyên khác trừ 2 thôi. Chúng ta tiếp theo là câu B. Câu B yêu cầu các em là tìm phân số A khi N bằng 0, N bằng 2 và N bằng trừ 7. Thì chúng ta có phân số đây rồi. Vậy chúng ta chia ra. Khi N bằng 0 thì A sẽ chính là bằng gì nhỉ? Bằng, ở đâu có N thì chúng ta thay 0 vào. A sẽ bằng 3 trên cho 0 cộng với 2, đúng không? Tức là 3 phần 2. Còn khi N bằng bao nhiêu đấy? Người ta yêu cầu là khi N bằng 2. Khi N bằng 2 thì sao nhỉ? Thì A sẽ bằng 3 trên cho, đây là N, đúng nhỉ? N thì thay bằng số 2, thì chúng ta có 2 cộng với 2 viết lại. Mình sẽ có là 3 trên cho 2 cộng 2 là 4, đúng không? Tiếp theo là khi N
bằng bao nhiêu? Bằng trừ 7. Trừ 7 thì A sẽ bằng gì nhỉ? 3 trên cho N cộng 2 đúng không? N ở đây là bằng trừ 7 thì mình sẽ có là trừ 7 cộng 2. 3 viết lại. Trừ 7 cộng 2 thì được trừ 5. Vậy là A sẽ bằng, ở đây là mẫu số là số âm nên cô chuyển dấu trừ lên trên cho thành mẫu số dương nha. Mình sẽ được là trừ 3 phần 5. Đúng không? Rồi, dễ rồi ha. Câu B là khá dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu C. Câu C yêu cầu các chị em làm gì nào? Tìm các số nguyên N để A là một số nguyên. Có C này. Muốn A là một số nguyên. Nha. A là bằng cái gì nhỉ? A là bằng 3 chia cho N cộng 2 mà muốn A là một số nguyên. Thì sao nhỉ? Thì 3 phải chia hết cho N cộng 2 đúng không? Tức là N cộng 2 phải là ước của 3 đúng không các em? Để A là số nguyên. Thì như cô giải thích đó là 3 phải chia hết cho cái mẫu số này thì nó mới ra số nguyên được. Tức là 3 phải chia hết cho n cộng 2. Mà 3 chia hết cho n cộng 2 thì mình nói cách khác thì n cộng 2 là ước của 3 đúng không? Mà ước của 3 thì có những số nào nhỉ? À 3 thì sẽ chia hết cho trừ 1, cho 1, cho 3 và trừ 3 đúng không? Vậy là có 4 trường hợp như vậy. Vậy thì mình sẽ có cái bảng như sau là n cộng 2 này và n này, đúng chưa? Đó, đây là n cộng 2 thì mình sẽ suy ra được n. Mình sẽ có là ước của 3 là có trừ 1 này, có 1 này, có trừ 3 và 3 đúng không? Với n cộng 2 bằng trừ 1 thì n sẽ bằng gì nhỉ? N sẽ bằng trừ 1 trừ 2 là được trừ 3 đúng không? Tiếp theo, n cộng 2 bằng 1 thì n là bằng bao nhiêu? Là bằng 1 trừ đi 2 là bằng trừ 1. Đúng chưa? Tiếp theo n cộng 2 bằng trừ 3 thì n sẽ bằng trừ 3 trừ 2 là bằng trừ 5. Với n cộng 2 là bằng 3 thì n sẽ bằng 3 trừ 2 là bằng 1. Được chưa? Vậy thì mình có kết luận là sao nhỉ? Vậy n sẽ thuộc tập hợp đó là trừ 5 này. Cô sẽ sắp xếp từ nhỏ đến lớn ha. Đến trừ 3 này, trừ 1 và 1. Thì A này sẽ là một số nguyên, đúng không? Dễ không các em? Đó, cũng không phải là quá dễ đâu, nhưng mà các em phải biết suy nghĩ một chút, biết tư duy một chút. Để dạ, chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo là bài số 10. Ở bài số 10 này là bắt đầu khó hơn rồi đấy. Bài 10 sách bài tập trang 31. Và bây giờ cô và các em sẽ đến với bài tập số 10. Bài số 10 sách bài tập trang 31. Chúng ta có như sau. Một phân số cho phân số A là bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9. Trên cho 11 cộng 12 cộng 13 cộng cho đến 19. Vậy thì ở đây, ở câu A yêu cầu các em là rút gọn phân số A. Như vậy để rút gọn được phân số A này thì chúng ta phải làm sao? Vậy thì chúng ta đã biết đây là một từ 1 cộng đến 9 là cộng một dãy số. Cộng một dãy số thì để làm được bài này chúng ta phải làm sao nhỉ? À chúng ta nhớ lại xem cách cộng một dãy số thì chúng ta cộng như thế nào? Chúng ta có khi có 1 này, cộng 2, cộng 3, cộng cho đến số 9. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là liên tục với nhau.
cách nhau là một đơn vị. Vậy muốn tính tổng dãy số này, chúng ta sẽ lấy số đầu cộng với số cuối, đúng chưa? Nhân với tổng số hạng. Tổng số hạng ở đây là có bao nhiêu số hạng nhỉ? À, từ 1 đến 9 là có 9 số hạng đúng không? Đó. Và tất cả chia cho 2. Nha. 1 cộng 9 là bằng 10. Nhân với 9 và chia 2. 10 chia 2 là được 5. 5 x 9 là bằng 45. Vậy mình sẽ có ở trên tử này là bằng 45. Đúng chưa? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính ở dưới mẫu. Mẫu là từ 11 cộng đến 19. Thì chúng ta cũng lấy số hạng đầu là 11 cộng số hạng cuối là 19. Nhân với số số hạng ở đây là từ 11 đến 19 là có 9 số hạng đúng không? Chia cho 2. 11 cộng với 19 là được 30 đúng không? Nhân 9 chia 2. Vậy thì mình sẽ có là 30 chia cho 2 là được 15 nhân 9. 9 x 5 là 45, viết 5 nhớ 4, 1 x 9 là 9 nhớ 4. Viết 5 nhớ 4 ha. 1 x 9 là 9 nhớ 4 nữa là bằng 13, là được 135. Đúng không? Vậy 135 thì mình làm sao nhỉ? Mình sẽ rút gọn đúng không? Cô thấy 145 và 45 và 135 đều chia hết cho 45. Nên cô lấy cả tử và mẫu chia cho 45 thì cô được là 45 chia 45 là được 1, 135 chia cho 45 là được 3. Vậy cô rút gọn được phân số này là bằng 1/3. Đúng không? Đó, cô giải thích ra đi, vì này 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho tới 9 là sẽ bằng số hạng đầu là 1 cộng số hạng cuối là 9, nhân với số số hạng ở đây là từ 1 đến 9 là có 9 số hạng, tất cả chia 2 là bằng 45. Dạ. Và thứ hai là 11 cộng cho 12 cộng 13 cộng cho tới 19. Cũng làm tương tự như vậy, thì mình lấy số hạng đầu là 11 cộng với số hạng cuối là 19 nhân với số số hạng là 9 số hạng chia cho 2 thì mình được 135. Rồi, phần đó thì khá là dễ rồi. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là câu B. Hãy xóa một số hạng ở tử và xóa một số hạng ở mẫu của phân số A để được phân số mới có giá trị vẫn bằng A. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Vậy mình không biết là trên tử và dưới mẫu chúng ta sẽ xóa số hạng nào đúng không? Vậy thì chúng ta, nếu mà không biết thì chúng ta sẽ gọi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi số hạng cần xóa ở, số hạng cần xóa ở tử số, ở tử là A. Được không? Số hạng cần xóa ở mẫu, số hạng cần xóa ở mẫu là B. Vậy thì A là từ 1 tới 9 đúng không? Vậy A mình sẽ có điều kiện của A. A là sẽ đi từ 1 đến 9. Vậy thì mình ghi là A sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 9 ha. Còn B thì là ở dưới mẫu là đi từ 11 đến 19 thì là 11 nhỏ hơn hoặc bằng B và nhỏ hơn hoặc bằng 19. Được không? Rồi, vậy thì chúng ta có này. Ta có ở trên tử, tổng trên tử của chúng ta là bằng 45 đúng không? Vậy mà là 45 này. Sau đó trên tử trừ đi một số đó là A. Trên cho dưới mẫu tổng của chúng ta là 135, hồi nãy chúng ta có tính ạ, 135. Xong chúng ta phải trừ đi B. Và chúng ta vẫn được phân số như ban đầu. Và phân số như ban đầu thì chúng ta rút gọn được là bằng 1/3 đúng không? Đây nè. Ở trên tử chúng ta là cộng lại bằng 45, ở dưới mẫu cộng lại là bằng 135.
Và phân số này chúng ta rút gọn được là bằng 1 phần 3. Vậy thì sau khi bỏ cái số A và B đi thì vẫn được phân số bằng phân số ban đầu, tức là vẫn bằng 1 phần 3 đúng không? Vậy thì mình được như sau. Là được 45 trừ đi A sẽ trên cho 135 trừ đi B vẫn bằng phân số ban đầu là bằng 1 phần 3. Vậy thì qua đây thì chúng ta suy ra được gì nhỉ? Ở đây cô suy ra ha. Có phải là cô xét đây là A trên B sẽ bằng C trên D thì suy ra là 45 trừ A là A nhân D đấy, nhân với 3 sẽ bằng với 1 nhân với này thì cô sẽ ghi là 135 luôn nha. 135 trừ đi B nhân với 1 là... Thôi cô ghi nhân với 1 để các em hiểu ha. Đó. Vậy thì chúng ta có ở đây là phân phối giữa phép nhân và phép cộng thì cô suy ra này. 45 nhân 3 là được nhiêu? 5 nhân 3 15 với 5 nhớ 1, 4 nhân 3 là 12 nhớ 1 là 35 trừ đi 3a. 3 nhân a đúng không? Sẽ bằng 135 trừ đi b nhân 1 là b. Được chưa? Cả hai vế đều có 135 thì cô bỏ đi luôn ha. Thì cô có là trừ 3a bằng trừ b, trừ 3a bằng trừ b tức là 3a bằng b. Đúng không nào? Vậy thì 3a bằng b, a đi từ 1 đến 9. Đúng chưa? Vậy nếu mà a bằng bằng 1. 1 nhân 3 là bằng 3 thì b ở dưới mẫu là b đi từ 11 đến 19 là không có giá trị nào đúng không? A bằng 2 thì 23 mới bằng 6. A bằng 3, 3 x 3 mới bằng 9. Đúng không ạ? Vậy A thì sẽ có giá trị từ 4 trở đi đúng không? Vậy thì mình có nên ta có thể chọn như sau. Đó, chúng ta sẽ thử nha. Trường hợp đó là đầu tiên là có trường hợp thứ nhất đó là chúng ta sẽ bỏ đi. Bỏ đi mấy nhỉ? À chúng ta sẽ bỏ bỏ A bằng 4. B bằng 4 nhân 3 là B bằng 12 đúng không? Đúng chưa? Tức là bỏ trên tử 4 và ở dưới mẫu là bỏ đi 12 thì chúng ta sẽ được ta được phân số mới là như sao? Được, đó chính là ở trên tử là 45 trừ đi 4 đúng không? 45 trừ đi 4. Và dưới mẫu là 135 trừ đi B là trừ đi 12 là bằng 45 trừ đi 4 là còn 41. Trên cho 135 trừ đi 12 là còn 123. Nha, rút gọn lại thì chúng ta cũng được là 1 phần 3. Hoặc là mình bỏ A là bằng mấy nhỉ? A là bằng 5 đi, 5 nhân 3 là 15, vậy B là bằng 15 đúng không? Bỏ A bằng bằng 5 thì B sẽ bằng 15. Thì ta được phân số đó là chúng ta sẽ lấy 45 trừ đi A. Này, 45 trừ A đúng không? Là được 45 trừ 5 trên cho 135 trừ đi B ở đây là trừ 15. Thì chúng ta sẽ được phân số mới là được 40 trên cho 135 trừ đi 15 là còn 120. Rút gọn cho 40 chúng ta cũng được 1 phần 3. Tiếp theo để dễ dễ nhìn thì cô sẽ viết qua một tờ giấy mới ha. Trường hợp tiếp theo là cô bỏ A bằng 6, tức bỏ trên tử là số 6. Dưới mẫu là bằng 6 nhân 3 là 18, bỏ đi số 18. Ta được là mình sẽ được phân số đó chính là 45 trừ đi 6 trên cho 135 trừ đi 18. Thì 45 trừ đi 6 thì sẽ được là 39. 39 trên cho 135 trừ đi 18 là bằng bao nhiêu? Là bằng 117. Đó, 39
Và 117 thì cô sẽ rút gọn cho 39 là được 1/3. À, đây là chúng ta sẽ được ba sự lựa chọn như vậy. Thì chúng ta có thể có ba sự lựa chọn vậy thôi. Đáp án A bằng 7 thì B là bằng 3 nhân 7 21 rồi. B chỉ nhỏ hơn 19 thôi. Cho nên không thể nào được. Vậy qua bài này thì đến đây dung lượng pin của máy của cô chuẩn bị hết rồi. Cho nên chúng ta sẽ kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Nếu các em có thắc mắc gì thì đừng quên bình luận ở phía bên dưới để cô giải đáp cho các em nhé. Và nhớ rằng like video này, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và để ủng hộ kênh của cô luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.